Càng về được hai con lọc cao cấp của dòng lọc LG Lotte mã 515, giá 3,5 triệu một con anh em nhé. Anh em lưu ý đây là phân khúc cao cấp của lọc Hàn Quốc anh em nhé. Con lọc mặt nhôm này. Đây là lọc cơ điện, lọc cơ như có đèn. Bao anh em cực hay luôn, dòng lọc cao cấp vừa có đèn lại vừa có cần gạt. Thường thì lọc cần gạt nó không có đèn. Cấp này thì chất âm nó vừa hay, nó lại vừa được hình thức. Đây là anh em vừa được chơi vừa được bài. Hai cầu điện nhá. Điện 100 và điện 220, đang để điện 220. Đường vào, đường ra và đường vào còn lại đây. Nói chung những con lọc nó ngon như này thì nó cũng không có thường xuyên đây anh em nhá. Xuyên đâu.